Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại với Top KVN. Trong tầm 600 triệu thì quý anh chị các bạn chúng ta có thể lựa chọn về những cái dòng xe gì? Hiện tại thì trong cái tầm tiền này thì quý anh chị các bạn chúng ta có thể lựa chọn về một vài dòng, ví dụ như các dòng xe sedan trong phân khúc hạng B, có thể kể tới như là Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City. Tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay, Trung Giáp sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái dòng xe cũng là thuộc cái phân khúc hạng B, nhưng thuộc cái dòng crossover trong cũng cái tầm tiền như vậy cho quý anh chị và các bạn. Đó là chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn. Nói đến Hyundai Kona thì có lẽ là nhiều quý anh chị các bạn chúng ta cũng đã biết rồi. Nếu quý khách hàng nào chúng ta đã từng tìm hiểu về Hyundai Kona rồi thì các bạn chỉ quan tâm về phần giá cả thôi, thì quý anh chị các bạn chúng ta có thể tua đến cuối video thì mình cũng sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn những cái chương trình giá mới nhất, chương trình ưu đãi, giá lăn bánh ở tỉnh, lăn bánh ở Hà Nội. Khách hàng mà mua trả góp thì quý anh chị các bạn chúng ta cần tối thiểu là bao nhiêu tiền về chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này. Còn đầu tiên thì Trung Giáp sẽ xin phép là giới thiệu đến những khách hàng nào mà chúng ta đang quan tâm về một cái dòng xe gầm cao trong phân khúc hạng B, trong cái tầm tiền đâu đó chỉ loanh quanh hơn 600 triệu một chút, để khách hàng chúng ta có thể có đa dạng hơn cái sự quan tâm, cái sự lựa chọn của mình. Đầu tiên để giới thiệu đến quý các bạn về chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này thì sao? Giới thiệu đến quý các bạn đầu tiên là về phần đầu xe. Về phần mặt ca lăng phía trước của chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn thì hình là hình lục giác. Và anh em để ý này, nó dạng như kiểu dạng lưới tổ ong cho quý anh chị và các bạn. Đó, và phần trung tâm của phần mặt ca lăng này, đó chính là logo của Hyundai, được ốp mạ chrome nổi bật và sáng bóng, đặt ngay vị trí trung tâm này. Đó là về phần mặt ca lăng. Còn giới thiệu đến quý anh em tiếp theo đó là sang phần đèn. Phần đèn của xe bản tiêu chuẩn này thì quý anh em chúng ta được trang bị, đó là đèn halogen. Đèn là đèn halogen, đèn bi halogen quý chị các bạn nhé. Đèn cốt là đèn bi halogen. Còn bên đây là đèn pha. Đèn pha thì đèn halogen thường cho quý chị và các bạn. Đó. Còn tiếp theo, phần bên trên cái phần cụm đèn pha cốt này thì quý chị các bạn chúng ta được trang bị một cái mí đèn bên trên này. Cái mí đèn này thì bao gồm, đầu tiên là các bạn được trang bị đó chính là, đây là giải đèn LED định vị ban ngày cho quý chị và các bạn. Tích hợp ngay bên cạnh đây thì quý chị các bạn chúng ta có một cái đèn, đây là đèn xi nhan. Đèn xi nhan quý chị các bạn nhé. Còn đây là giải đèn LED định vị ban ngày. Sang phần thân xe thì giới thiệu đến quý chị các bạn đầu tiên đó chính là về cái mặt la răng của chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn. La răng được trang bị ở đây là la răng đúc, vành là vành đúc hợp kim nhôm. La răng là la răng đa chấu, được màu ở đây là màu bạc quý chị các bạn nhé. Và thương hiệu lốp mà Hyundai trang bị cho chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn ở đây là lốp Kumho. Đó. Với chiếc Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt hay là bản turbo thì quý chị các bạn chúng ta đều được trang bị, đó tính là cái tính năng an toàn, đó chính là cảm biến áp suất lốp. Với cái cảm biến áp suất lốp này thì khi mà có bất cứ một cái lốp nào nó không đảm bảo về hơi bên ở bên trong lốp thì sẽ được cảnh báo lên vị trí của bảng tablo, bảng điều khiển trung tâm cho quý chị các bạn. Đó cũng là tính năng rất là hay mà hiện tại trên những cái dòng xe ví dụ như là Hyundai Tucson hay Hyundai Santa Fe cũng chưa được trang bị cho quý chị và các bạn. Còn về những cái tính năng an toàn của xe thì hiện tại với bản tiêu chuẩn này, tuy là bản tiêu chuẩn thôi, tuy nhiên Hyundai cũng trang bị, đó chính là cả bốn bánh của xe. Cả bốn bánh đều được trang bị là phanh đĩa. Phanh là phanh đĩa bốn bánh, có trang bị về phanh ABS cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ đổ đèo cho quý anh chị và các bạn với chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này. Gần như là tất cả những cái tính năng an toàn bản tiêu chuẩn của quý anh chị và các bạn chúng ta đều được trang bị. Còn số túi khí của bản tiêu chuẩn này chúng ta cũng được trang bị đến 6 túi khí. Đó, bản đặc biệt cũng chỉ là 6 túi khí thôi quý anh chị và các bạn ạ. Còn tiếp theo thì giới thiệu đến quý anh chị và các bạn đó chính là về cái phần gương chiếu hậu của xe. Gương chiếu hậu của xe thì là được sơn với cả cùng màu với cả màu thân xe và được tích hợp luôn xi nhan trên gương. Với phần gương chiếu hậu này thì quý anh chị các bạn chúng ta chỉ được trang bị là gương cơ thôi quý anh chị các bạn nhé. Thì hoàn toàn gia đình mình có thể là tích hợp thêm chuyển từ gương cơ này sang cục gương tự động kết hợp với nó nữa, đó chính là về phần lên kính tự động này. Đó, cục gương tự động kết hợp với lên kính tự động thì cái này thì tại đại lý của Trung Giáp cũng sẽ hỗ trợ quý anh chị các bạn những cái tính năng này, có thể là trong gói khuyến mại hoặc là trong khi các bạn cần trang bị thì có thể mua thêm cái tính năng này, cũng rất là đơn giản thôi quý anh chị các bạn ạ. Về phần tay nắm cửa của xe thì nhà mình cũng được trang bị luôn, đó tính là phần tay nắm cửa được sơn với cả cùng màu thân xe thì gia đình mình hoàn toàn có thể là ốp mạ chrome cái phần tay nắm cửa này hoặc là kết hợp thêm cái phần hõm cửa này. Đó, để khi mà các bạn mở nhiều ấy thì nó sẽ không bị xước sát cái phần tay nắm cửa này. Đó cũng là một cái mà mình cũng lưu ý đến quý khách hàng. Tiếp theo thì giới thiệu đến
gia đình mình, đó là về phần đuôi xe của chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn. Sang phần đuôi xe thì quý anh chị các bạn chúng ta được trang bị, đó chính là đầu tiên thì giới thiệu đến các bạn, đó chính là về phần cụm đèn hậu đằng sau của xe. Cụm đèn hậu đằng sau của xe thì được ốp bo viền từ cái phần thân xe đến cái phần nắp mở cốp đằng sau này cho quý anh chị các bạn, được ốp viền xung quanh theo cái bo viền nhìn rất là thể thao và rất là gọn gàng cho quý anh chị các bạn. Đây các bạn để ý, đây chính là đèn, đây là đèn phanh quý anh chị các bạn nhé, đây là đèn phanh đằng sau, đây là đèn phanh đằng sau. Khi mà quý anh chị các bạn chúng ta phanh thì cái đèn này sẽ tự động sáng lên cho quý anh chị các bạn. Tiếp theo ở khu bên dưới này thì giới thiệu đến gia đình mình, đây cũng là một cụm đèn, đèn này là đèn xi nhan quý anh chị các bạn nhé, đèn xi nhan tích hợp với cả đèn cảnh báo luôn cho quý anh chị các bạn. Khi mà các bạn xi nhan thì cái đèn này sẽ tự động sáng lên đó. Còn đây là đèn lùi cho quý anh chị các bạn. Với chiếc xe Hyundai Kona thì mình cũng phải lưu ý với quý anh chị và các bạn, đó chính là đèn lùi của xe này nó chỉ sáng ở một bên thôi quý anh chị các bạn nhé, sáng ở vị trí bên phải này thôi quý anh chị các bạn ạ. Đó, còn về những cái tính năng an toàn đằng sau thì gia đình được trang bị, đó chính là một cái camera lùi tích hợp theo xe luôn quý anh chị các bạn nhé, một cam lùi tích hợp theo xe. Ngoài ra thì quý anh chị các bạn chúng ta được tích hợp đó là 4 cảm biến lùi đằng sau cho quý anh chị và các bạn, một cam lùi kết hợp với cả 4 cảm biến lùi đằng sau. Đó là những cái tính năng trang bị tiện an toàn và tiện ích cho chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này. Còn một cái nữa mà nhiều người cũng sẽ quan tâm, đó chính là về dung tích tiêu hao nhiên liệu của xe. Với chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn thì theo công bố của bên nhà máy thì dung tích tiêu hao nhiên liệu ở cung đường kết hợp là 6,57 lít và cung đường trong đô thị là 8,58 và cung đường ngoài đô thị sẽ là 5,41 lít cho quý anh chị và các bạn. Đó là dung tích tiêu hao nhiên liệu mà một máy 2.0 hộp số là hộp số tự động 6 cấp. Thì mình nghĩ như thế là cũng rất là ổn, cũng khá là tiết kiệm cho quý anh chị và các bạn. Còn tiếp theo thì giới thiệu đến gia đình mình, đó là về phần cốp đằng sau của xe. Cốp của xe là được trang bị là cốp mở bằng cơ quý anh chị các bạn nhé. Thì hoàn toàn mình có thể là chuyển từ cốp cơ này chuyển sang cốp tự động cho quý anh chị các bạn. Thì cái này thì tại đại lý của chúng ta cũng hỗ trợ quý anh chị các bạn, cái này cũng rất là dễ dàng thôi và chi phí thì cũng cực kỳ là hợp lý. Đó, còn đây là khoang cốp bên sau của khoang cốp đằng sau của xe thì cũng rất là rộng rãi, đâu đó quý anh chị các bạn chúng ta cũng để được khoảng tầm 4 đến 5 cái vali quý anh chị các bạn, hoàn toàn là cũng rất là hợp lý. Còn khi mà quý anh chị các bạn cũng lưu ý với quý anh chị các bạn là khi chúng ta nhận xe thì quý anh chị các bạn chúng ta có thể là kiểm tra đầy đủ xe, được trang bị là một lốp dự phòng kết hợp với đó là bộ dụng cụ sửa chữa theo xe ở đây. Cái này thì khi các bạn nhận xe các bạn nên lưu ý là kiểm tra thật kỹ khi mà nhận xe quý anh chị các bạn nhé. Đó. Trên đó là những cái đặc điểm cơ bản nhất mà chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn được Hyundai trang bị cho quý anh chị các bạn. Còn tiếp theo thì xin giới thiệu với quý anh chị các bạn, đó là về phần nội thất bên trong của bản tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn của Hyundai Kona thì về cơ bản không gian bên trong là quý anh chị các bạn được trang bị là hoàn toàn là màu đen. Tuy nhiên cái phần ghế của xe thì đang được trang bị ghế là ghế nỉ. Như vậy thì hoàn toàn quý khách hàng chúng ta muốn chuyển từ cái nội thất từ ghế màu đen này có thể chuyển sang màu đen thì màu be thì sẽ bọc cái phần ghế nỉ này chuyển thành ghế da màu be thì sẽ giúp cho cái không gian bên trong của xe sẽ nhìn nó sẽ cảm giác là đâu đó sẽ rộng rãi hơn cho quý anh chị và các bạn. Đó, còn ghế của bản tiêu chuẩn này cũng là đang được trang bị ở đây là ghế nỉ, ghế là ghế chỉnh cơ quý anh chị các bạn nhé. Còn khi mà ngồi vào bên trong khoang lái của xe bản Kona phiên bản tiêu chuẩn này thì gia đình mình chúng ta được trang bị đó là một cái vô lăng bọc da ba chấu ở đây. Trên vô lăng được tích hợp đầy đủ những cái tính năng ví dụ như là điều chuyển kênh này, điều chuyển âm lượng này, đàm thoại rảnh tay này. Còn bên phải này thì quý anh chị các bạn chúng ta được trang bị đây là nút cruise control. Các bạn thấy đấy, bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà Kona cũng được trang bị là về cruise control này. Số túi khí được trang bị đến tận 6 túi khí này, tất cả những tính năng an toàn thì được đầy đủ trang bị full hết cho quý anh chị các bạn. Đó. Vô lăng thì vô lăng bọc da ba chấu nhìn cũng rất là thể thao và gọn gàng cho quý anh chị các bạn. Còn tiếp theo sang những cái tính năng giải trí thì các bạn được trang bị đó là một màn hình giải trí ở đây. Được tích hợp đầy đủ những cái chức năng như các bạn để ý màn hình giải trí ở đây đang là màn hình được tích hợp về map phát triển của bên Hyundai. Định vị cho quý anh chị các bạn trên map này được đầy đủ tất cả những cái thông tin. Ví dụ như là tốc độ tối đa trên cung đường mà quý anh chị các bạn chúng ta đi, đúng không ạ? Đây cung đường mà đi ở đây đang tốc độ tối đa là 50 km/h cho quý anh chị và các bạn. Và sẽ chỉ đường đi cho quý anh chị các bạn bằng cách là chúng ta sẽ tìm cái lộ trình, tìm kiếm này, địa điểm này chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, ví dụ chung cư FLC Garden cho quý anh chị các bạn. Ngoài ra thì có cả về radio ở đây cho quý anh chị các bạn. Đấy, radio này, Bluetooth này, Apple CarPlay này, đó đều là những cái tính năng giải trí được tích hợp đầy đủ trên cái màn hình này cho quý anh chị các bạn. Đặc biệt những khách hàng nào chúng ta hay hỏi về chiếc xe Kona, về cái
camera lùi của chiếc xe Hyundai Kona này thì sao? Thì đây bây giờ mình sẽ vào số lùi này. Các bạn để ý này, đây chính là cái phần camera lùi đằng sau sẽ hiển thị cho quý vị các bạn, chúng ta hoàn toàn có thể biết rằng cái lốp của chúng ta đang ở vị trí có thẳng hay không. Khi mà quý cái khách hàng nào chúng ta mới đi xe ấy, thì các bạn khi các bạn lùi, các bạn biết là cái lốp cái bánh lái của chúng ta ấy có ở vị trí thẳng để chúng ta lùi hay không, thì sẽ dựa vào cái đường viền màu vàng này để chúng ta căn chỉnh, mà chúng ta không cần phải nhớ cái số vòng đánh lái một cách như nào cả, mà hoàn toàn trên xe Hyundai các bạn được trang bị cái tính năng này cũng rất là mình rất là nghĩ là rất là cần thiết cho những khách hàng nào chúng ta mới bắt đầu đi xe thì cần phải biết là cái lốp của chúng ta đang ở vị trí thẳng hay vị trí nghiêng hay là bao nhiêu độ để có thể căn chỉnh và lùi một cách dễ dàng nhất cho quý vị các bạn. Còn tiếp theo ở bên dưới này thì các bạn được trang bị là một hệ thống điều hòa của bản Kona tiêu chuẩn, sử dụng là điều hòa chỉnh cơ quý vị các bạn nhé. Điều hòa là điều hòa chỉnh cơ đó. Còn cái hộc bên dưới này thì có đầy đủ những tính năng USB thì mình cũng giới thiệu nhiều rồi. Còn về hộp số của bản Kona phiên bản tiêu chuẩn hay bản đặc biệt thì đều được sử dụng, đều là hộp số tự động 6 cấp cho quý anh chị và các bạn. Hộp số là hộp số tự động 6 cấp, động cơ 2.0. Đó, dùng tích tiêu hao nhiên liệu mà thì mình cũng vừa mới giới thiệu đến quý khách hàng rồi, cũng rất là tiết kiệm với một cái động cơ 2.0 như thế này. Còn về phần phanh tay thì cả Kona phiên bản tiêu chuẩn hay Kona phiên bản đặc biệt thì quý khách hàng chúng ta đều được trang bị phanh, ở đây là phanh cơ quý anh chị các bạn nhé, nhìn cũng rất là chắc chắn đó. Còn chúng ta cũng được trang bị một cái bệ tỳ tay ở đây. Bệ tỳ tay là bệ tỳ tay bọc da đến quý anh chị các bạn nhé, bọc da đấy ạ. Cái chi tiết mà chúng ta cần điều chỉnh trong cái khoang nội thất này thì đâu đó chỉ có mỗi cái ghế da thôi quý anh chị các bạn, còn lại thì đều được trang bị cũng tương đối là đầy đủ rồi. Như vậy là mình cùng với cả quý anh chị các bạn chúng ta cùng nhau vừa điểm qua những cái đặc điểm cơ bản nhất của chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn, một dòng crossover cỡ B cho quý khách hàng chúng ta đang tìm hiểu, đang phân vân. Vậy thì về mức giá của chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn cái dịp cuối của tháng hiện tại thì đang là như nào, thì chúng ta cũng sẽ cập nhật luôn cho những khách hàng nào chúng ta đang quan tâm về cái dòng xe này đã tìm hiểu rồi, hoặc những khách hàng nào chúng ta đang tìm hiểu thì có thể cập nhật được giá luôn để có thể được đưa được ra những quyết định mua xe này hay là một dòng xe khác. Với chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn thì hiện tại đang có mức giá niêm yết là 636 triệu đồng, và chương trình ưu đãi hiện tại đang giảm cho quý khách hàng với mức giá hiện tại chỉ còn là 614 triệu đồng thôi, và mức giá này sẽ áp dụng đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020 cho quý anh chị và các bạn. Như vậy, với mức giá như vậy thì những khách hàng nào chúng ta đang lăn bánh ở tỉnh thì quý khách hàng chúng ta cần chuẩn bị đâu đó khoảng tầm 680 triệu đồng. Còn ở Hà Nội thì quý anh chị bạn chúng ta cần chuẩn bị đâu đó khoảng tầm 712 triệu đồng. Còn khách hàng mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì gia đình mình cần chuẩn bị khoảng tầm 700 triệu đồng với chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này. Còn đối với những khách hàng nào mà gia đình mình mua trả góp thì gia đình mình cần chuẩn bị tối thiểu là 20% giá trị xe cộng với cả đi đăng ký, đăng kiểm. Ở mỗi tỉnh sẽ có những cái đặc điểm khác nhau. Với những khách hàng ở tỉnh thì gia đình mình còn chuẩn bị là 20% xe, giá trị xe đâu đó khoảng tầm 123 triệu đồng cộng với đăng ký đăng kiểm ở tỉnh là 10%. Như vậy thì khách hàng ở tỉnh thì gia đình mình cần chuẩn bị đâu đó khoảng tầm 197 triệu đồng. Còn đối với những khách hàng nào mà ở Hà Nội thì gia đình mình cần chuẩn bị là 12% giá trị xe, 12% giá thuế sẽ là 12% cộng với cả tiền biển là 20 triệu. Như vậy tổng giá trị 20% xe cộng với cả đăng ký đăng kiểm tiền biển ở Hà Nội thì gia đình mình cần chuẩn bị là 230 triệu đồng ở Hà Nội. Còn đối với những khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thì quý khách hàng chúng ta cần đâu đó cần chuẩn bị khoảng tầm 210 triệu đồng quý chị các bạn nhé, là ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể là lăn bánh tối thiểu được chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này. Với mức giá mà lăn bánh tối thiểu như vậy thì mình cũng tính luôn cả về chi phí về đăng ký đăng kiểm, kể cả về bảo hiểm thân vỏ cho quý chị các bạn rồi. Đó là chương trình giá mới nhất mà mình cập nhật cho quý khách hàng về chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này. Vậy thì gia đình mình, những khách hàng nào chúng ta đang quan tâm về chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này thì hãy liên hệ trực tiếp với Trung Giáp theo cái số hotline mà đặt ngay bên dưới video này để Giáp có thể báo lại quý anh chị bạn mức giá tốt nhất tại cái thời điểm mà quý anh chị bạn chúng ta làm hợp đồng và đặt cọc. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn lại quý anh chị bạn, hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Tokavn. Xin chào và hẹn lại quý anh chị và các bạn. Bao nhiêu phút? 20.